Yo, xin chào các bạn trở lại với kênh của mình. Đây mình là Giáo sư Phúc đây các bạn ơi. Hôm nay chúng ta cùng chơi tiếp tựa game Blockfoot nha các bạn ạ. Thì như các bạn đã thấy, mình đã làm video Blockfoot khá là lâu rồi. Và bây giờ thì mình cũng gần lên C3 rồi. Tuy nhiên là có một cái hoạt động ở C2 mà đói mình vẫn chưa có làm anh em ơi. Đó chính là cái hoạt động là mình đi thức tỉnh trác quỷ anh em ạ. Và để thức tỉnh cái trác quỷ ấy, thì đương nhiên là chúng ta sẽ không thể thức tỉnh trái báo đốm này rồi. Trái báo đốm thì quá là OP rồi nên là không thức tỉnh được. Nên là hôm nay mình sẽ phải đốp một cái trái ác quỷ nào đó cho mình thức tỉnh. Thì trác quỷ ngày hôm nay mình lựa chắc là cái trái mà trái lửa đây anh em ạ. Bởi vì cái trái này là một cái nhân vật mà mình rất là thích anh em ạ. Đó chính là cái nhân vật A. Thì ok, hôm nay mình hãy cùng thức tỉnh cái trác quỷ lửa này và xem thử xem là nó có bugle VIP hay không nhé anh em ạ. Rồi thì không nói nhiều nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu video thôi. Nếu bạn cảm thấy thích mình, đừng quên để cho một like nhưng subscribe để mình có động lực làm video. Còn bây giờ thì let's go anh em ơi. Bạn cần một dịch vụ kèo hơi, một nơi bán robot uy tín, hãy đến ngay shop roblox.vn, nơi bán robot rẻ nhất tại Việt Nam. Cùng với đó là hàng trăm trò chơi với quà tặng hấp dẫn lên đến trị giá 10.000 robux. Đến ngay shop roblox.vn sẽ có người hỗ trợ cho bạn 24/7 khi bạn gặp lỗi. Vào đây để ủng hộ cho mình nha. Rồi thì anh đớp cho lửa xong rồi chúng ta cần phải đi đâu nhỉ? Phải qua đảo thằng lo anh Phúc à, đảo mà Aokiji với lại Akenu đánh 10 ngày 10 đêm ấy. Chết mẹ không, thì ra là anh không biết cái đảo đó là đảo gì hết, anh không chơi One Piece đâu. À chắc là cái đảo mà lửa bạn. Ôi cái trái này nó có cái tuyệt chiêu bay nè, nó cũng khá là ngon này. Gì mày cũng sử dụng trái lưỡi của anh hả? Đó. Cái em nhanh hơn anh thôi. Sao mà nhanh hơn anh được? Tại em thức tỉnh rồi. Nó thằng chó này, đâu mày bay được rồi. Ê, nhanh hơn thật, còn chó. Rồi, giờ với cái đông đồ tàn tật này của anh khi nào anh mới tới? Ờ, khoảng... anh nghĩ là... anh nghĩ là anh sẽ đi bộ sẽ nhanh hơn, đi bộ sẽ nhanh anh hơn nghĩ là này. Anh sẽ lựa chọn là thuyền nhanh em, mà anh sẽ sử dụng 350 robot của mình một cách hợp lý. Ấy á, thằng chó mày cho thằng này cút ra khỏi vô tim luôn, thằng chó này kiếp đấy quý rồi. Ủa thiền đi mày, anh hết tiền rồi. Em có tiền không? Anh giàu em. Gì? Anh có 13.000 thôi. Được đấy. What? 13 triệu rồi. 13 triệu mà anh có mua cái kiếm nào đâu. Anh thấy em có mua, em có mua thiền 1.000 không? Em mua thiền. Mày mua thiền 1.000 tao đá cái đầu mày luôn. Em mua thiền không đồng á. Sao bia. Thôi. Em mang em sang trái Venom vô chứ. Đấy ý tưởng đó. Hay đấy. Em không có battery. Không sao cả. Anh gánh được mà, anh cũng đâu có battery đâu. Tuy nhiên anh có điểm chỉ số 2400 chắc. Hình như không có battery là không đi được á không. Chắc không sao đâu, mọi chuyện nó vẫn trong tầm kiểm soát mà. Anh cũng đâu phải mấy thằng phế vật chưa max cấp đâu. Thì anh cũng chưa max cấp thật, nhưng mà ý anh là anh không phải thằng phế vật. Rồi lần đầu đi mày hướng dẫn anh làm đàng hoàng hết đi, rồi mấy lần sau anh cho mày làm. Trước tiên là mình mày nói là trước đây là anh phải cầm một trái quỷ dởm hả? Anh cầm trái trọng lượng được không? Anh cầm trái nào cũng được hết á. Cầm trái trọng lượng. Đấy. Rồi sao nữa? Rồi xong anh lại đây. Rồi ok là các bạn điều khiển này. Rồi đó. Anh... Đây là mã code nhá. Code hả? Mày... Này anh bấm một cái. Một cái. Này nè, bấm chuột á, bấm chuột. Mày nó bưởi, đỏ. Hai cái ba cái này. Nói chung là màu mà nó màu đi cho nó nhanh. Đỏ xanh, xanh lá cây xanh. Đỏ xanh dương, rồi xanh lá cây. Rồi xanh dương 1, 2, 3. Wow, rồi sao nữa? Nó sẽ mở này đây cho anh. Ở đâu, đâu, từ từ. Rồi, hay đấy. À, mở thật này. Giờ sao mày không vô được hả? À, nó chưa bấm. Rồi, ok, bấm đi cù. Từ đây. Khá là dễ đấy. Rồi, đây, cầu thang hả? Ở trái lửa mình có khả năng bay mà. Không sao, mình sẽ đi, mình sẽ lết bộ lên cũng được các bạn. Trái lửa này nó không đánh thường được, khó chịu ta. Anh ấy có cái trái cao su ấy đánh thường được, nó cũng dễ chịu. Rồi sao nữa? Để bấm vô đằng này hả? Đúng rồi, cái đó là mua. Còn anh cầm trái quỷ lên thì nó sẽ kêu là trao đổi. À, thế thì anh cầm trái quỷ lên, rồi sao anh trao đổi nó? Nói chuyện. Hãy chọn một tập kích thường và đá khóa hả? Mình chọn thường hả? Thường anh. Thường. Hãy chọn kiểu tập kích là lửa. Ok, lửa. Bạn muốn đổi trái quỷ block ủ hình để lấy mô trip đặc biệt, có thể mua chúng tôi 100k mỗi 2 giờ. Ok đổi thôi. Ok giờ làm sao nữa? Giờ đó anh sẽ có một chip. Đây anh có cái chip nè. Đó anh đứng vô đây nè, đứng vô đây nè. À giờ mày đứng mày không đi được hả? Đây không em đi được, em đứng ở đây.
đứng như đó, anh cất cái chip vô đi, anh bấm, anh thấy cái nút không, anh dùng chuột bấm vô. Cú bấm xem xét. Oh. À, tức là một lần đi chỉ được 4 mạng thôi sao? Đúng rồi. Oh, không sao cả, anh thấy 4 người là cũng quá thừa rồi. Rồi, ok, bắt đầu thôi. Ok, nó có điểm thời gian à? Ok, mình chúng ta hãy cùng bắt đầu nhậu tới nó thôi, có đâu, bình thường. Rồi, đây. Chiêu, ồ mấy con này cũng yếu phết. À, đánh trong đây còn được tiền này, ngon thế. À, mấy con quái này cũng yếu thôi, cấp có 1000 mấy rồi các bạn. Ơ, nhưng mà nếu anh chết mình có được hồi sinh không nhỉ? Không anh, là à. Anh chết là hết. Ờ, mất chát quỷ luôn. Ơ, mất chát quỷ. À, ý là mất cái chát quỷ, trái trọng lượng của anh không sao cả. Không, là không, là mất chát quỷ để mua chip và anh không thể kiểu tỉnh lên được. À, không thể tỉnh được thôi mà, chuyện bình thường. Rồi, chiêu. À, cột lửa, cái skill của anh nhìn tàn tật thế nào ấy nhờ. Ủa mày đâu có tăng điểm chát quỷ đâu hay sao vậy? Có anh. À, tức là mày đang sử dụng trái mochi mà không có cái gì để mày gánh anh ấy à. Ui, nhào vô một húp. Ui, xịn phết. Nhưng mà trong đây đánh được ít ẹp quá, mình cứ nghĩ là trong đây nó sẽ được ẹp quỷ gì lắm chứ. Thôi, con boss là sẽ được trăm mấy ngàn ẹp. Mấy ngàn ẹp hả? Anh nghĩ là nó cũng không nhiều lắm đâu. Không sao, tí anh có thể dùng anh farm boss mà. Anh mua boss anh farm được. Một con thuyền đã đến, hãy di chuyển tới đảo tiếp theo càng tốt càng tốt. À đây, vậy là mình sẽ nhảy được thêm một lần nữa. Very good. Đáng tiếc là mình sẽ bay cho nhanh các bạn à. Sao con gồng của mày bay nhanh hơn gồng anh vậy? Tại gồng em là chắc quý sinh. Đúng là tiền bạc có thể giải quyết được khá là nhiều vấn đề các bạn à. Làm tốc độ cho mày. Đáng lẽ là nó nên cầm trái Phật tổ cho nó dọn nhanh hơn. Chắc lần sau là khi mà lên C3 mình nghĩ là mình sẽ thức tỉnh cái Phật tổ để mình chơi game cho nhàn các bạn ạ. Chứ mà trái lửa này mình thấy nó tàn tật thế nào ấy. Anh nói thật là nghe cái việc mà nghe đi đánh cái này bằng cái chát quỷ mà lửa thì anh nghĩ là nó tàn tật thật. Lần sau là anh sẽ kêu nhiều người vô gánh cho nó dễ. Mày ở bưởi. Ây da, khó chịu thế nào ấy. Đâu rồi? Ây da. Ôi. Cái tuyệt chiêu mà đạn lửa, cái tuyệt chiêu Z của cái chát quỷ này nếu mà bị đánh là nó sẽ kiểu nó bị cancel luôn ấy, nó không có chưởng luôn ấy, khó chịu thật sự ấy chứ. Đó. À. Tính ra trái này. Em bắt đọc vô mấy mày. Tính ra là anh cũng biết lý do tại sao mà cái trái này nó cùi bắp rồi đó. Cái giá tiền của nó chỉ bao nhiêu đó thôi á. Nó mới được remake cái đó. Nó đã được remake mà nó đã tàn tật, nó cũng tàn tật như vậy sao? Đáng đời thật. Vậy là mỗi một cái red mà mình đi là nó sẽ khác nhau hết phải không? Chứ nó đâu có phải mà cái địa hình nó giống hệt vậy đâu phải không? Nó giống nhau. Cái red khác, kiểu chát quỷ khác nhau thì là địa hình khác nhau, nhưng mà kiểu mình đi một cái thì hệt. Tại lần trước anh có được hấu gánh mà anh thấy là cái đó nó khác biệt lắm. Này nhìn nó tàn tật thế nào ấy. Rồi. Cái đó hình như là trái lai anh ạ. Đúng rồi, lần trước anh sử dụng trái lai mà. Tại trái lai farm nó dễ, đá một xíu là xong chứ. Mày ở bưởi. Đây. Chả ai đúng tàn tật luôn. Bảo sao mày chứ sớm thế không biết. Đây, mấy con yếu cứ để anh lo. Con nào mạnh quá thì mày. Ui, cái skill của con này cũng đau đúng lâu lắm hay ta, hay là tại mình chơi trái báo nhiều rồi mình thấy là cái trái này nó tàn tật ta. Có vẻ như là sử dụng đồ xịn lâu rồi, bây giờ sử dụng mấy cái đồ này không quen. Nói dọn quái lại dọn đi em. Anh thời là nãy giờ mà cầm trái báo là mà không có mà mệt nhọc vậy đâu em mà. Chiu. Trời ơi, cái con này nó trâu dữ vậy. Con này nó là quỷ em ơi. Con nó là dùng người dùng cháy lửa đây. Là kiểu nó dùng. Nó là quỷ. Anh đánh nó mà anh cảm giác như là nghe không có mà thấy thấm nó luôn á. Có thể nó là cháy mắt ma đấy mà, chứ không phải nó là cháy lửa đâu em. Vậy là như mình đang đi rất cháy mắt ma. Không ghép mắt ma á, anh đâu có bị ốc đâu mà lại anh bấm cháy mắt ma. Rồi. Ôi sao cái tuyệt chiêu nó nhìn ngầu lò tuyệt chiêu của anh vậy? Rõ ràng là hai người cùng sử dụng trái lửa mà sao tuyệt chiêu nó... Cái đó là trái lửa cũ, mấy hàng làm game nó không muốn update lên cho mấy con này. À, chắc là nó muốn sự khác biệt. Hoặc là chi ân người làm cũ. Thôi,
rõ là cái tuyệt chiêu của nó đúng nhanh luôn, cái tuyệt chiêu của trái lửa bây giờ nhìn tàn tật thật sự, cái tuyệt chiêu lửa ngày xưa nó quay spam chiêu được anh à. À vậy hả, vậy là không phải, vậy là không phải tan, anh xin lỗi Blockwood nha. Có vẻ như là cái đòn đánh tay nó là một cái đó rất là tốt chứ. Anh lựa chọn cái con đường mà đi bằng cát quỷ lên nó khổ quá em ơi. Có vẻ như sử dụng tay đấm rồi chúng ta lên C3 xong rồi mình về ở đây nó nhanh hơn rồi. Bây giờ anh còn cầm cái vỏ tân binh không biết là làm ăn được cái gì hay không. Ui mày hả bưởi, cái lửa tàn tật quá, cái lửa trong mình chưa có chiêu cuối nên là đánh nó tàn tật quá. Thế là nếu mà mình thức tỉnh cát quỷ là mình được lựa chọn cái tuyệt chiêu update không nhỉ, hay là mình nó sẽ theo từng chiêu. Theo từng chiêu hả? Vậy chiêu đầu tiên? Tiên là chiêu Z. Chiêu Z hả? Rồi khó chịu nghe. Chiêu Z là không sao chứ, chiêu Z khi mà nâng cấp lên nó sẽ chuyển nhanh hơn cho mình. Trời ơi cái con tai điện này uống thật. Đây, rồi, ok, ngon. Đấy, chiêu. Ây da, à, tha em. Ui anh ơi. Anh. Thôi anh nghĩ là anh sẽ nhường cái sân khấu này cho em đó nha. Cố gắng em nha. Nó sắp nướng anh luôn ấy mà. Đảo này là đảo thứ mấy em? Đảo mấy là chúng ta mới hoàn thành cái cuộc chiến? Boss, đây là đảo boss nè. Là chúng ta sắp chiến thắng cái cuộc hành trình này hả? Đúng rồi. Nhìn khá đẹp, hot nhận. Để anh qua anh nhìn ngắm con boss thôi. Ôi, cái đảo mà có kim tự tháp là đảo đó là đảo Lai hả? Rồi, nhìn cái con quái nó bắn như nó cầm Gatlingen, nó xả đạn như nhìn sợ thật sự. Đây. Đứng xa bắn các bạn. Rồi. Tiếng nhạc nhỏ là xíu các bạn. Nó to quá mình nghe mình bị hoảng loạn các bạn ạ. Ôi. Ôi gì? Ờ thôi chắc là lần sau anh sẽ thức tỉnh cái mắt ma mà hay là cái lửa này các bạn. Anh ơi tha em. Cái gì vậy? Máu anh mới 5k nó đẩy phát máu anh nó biến mất luôn em ạ. Đúng rồi, cái đó là ulti đó. Nhưng mà ulti cũ. Ulti hả? Tới giờ anh vẫn chưa biết ulti nha. Mình chỉ cần tập trung với con chùm thôi phải không? Đúng rồi. Hình như không, bây giờ hình như nó nói lại là mình còn phải dọn quái nữa. Khốn thật. Rồi, cố gắng nha. Anh sẽ thể hiện sự vô dụng của mình bằng cách là đứng từ xa và nhắm ăn rõ hơn thôi. Nha, em húp. Em ăn chùm à. Thôi nè các bạn. Không còn nít đâu mà dí cái gì đó. Cái gì sao thằng chùm nó biết bay luôn hả? Nguy hiểm vậy. Trời anh trưởng chiêu. Nói thật mà nãy anh trưởng chiêu toàn trúng đất không mà không trúng. Không trúng con chùm một bất kỳ lần nào luôn. Cái mà đẩy ra là cái gì nhìn ngầu vậy? Chùm già. Thật sự là cái tuyệt chiêu mà bay xung quanh, cái tuyệt chiêu biến thành ngầu mà bay xung quanh nó có tác dụng không em? Anh nói thật đấy. Có mạnh, có độc. Anh mong là có độc. Anh mới chuyển chết con quái nè, cố lên. Có vẻ con chùm nó đã không còn để ý anh nữa. Cái trái này mình không có mà bấm thường nữa các bạn, kiểu nó khó chịu á. Mà mình sử dụng trái leo bát mình đã cày lên cái cấp độ mà nên là bây giờ mình thấy là mấy cái cát quỷ không có đánh tường, nó cứ hạ đẳng thôi. Chắc là nữa chúng ta phải lên cái list mà những cái cát quỷ nào mà có cái khả năng mà đánh thường là mới được các bạn à. Chứ mà mấy cái trái mà nghe giữ đứng spam chiêu này mình thấy không quen các bạn. Còn là tại ở đây cu sao lại đẩy qua hướng anh. Rồi. Cẩn thận. Không biết nó chết chưa. Đây. Đợi anh. Khúc này đợi anh. Khúc này quan trọng đợi anh. Yêu. Chết không anh trưởng toàn hùng luôn rồi. Đó. Cảm ơn. Mấy cái này bình thường. Rồi xong chưa chúng ta đã. Còn quái. À phải dọn quái nữa hả. Chán thật đó chứ. Anh cảm giác như anh trưởng con quái mà nó không có cảm giác nào mà nó đau luôn á. Tại mấy con này nó trâu rồi. À vậy hả, vậy mà cũng thấy trâu rồi, tốt. Tưởng là... Ây trời ơi, tôi trưởng. Cái trái frame của mình trưởng nghe quỷ diệt trái đất thì các bạn mình trưởng cái tuyệt chiêu toàn bay vào lòng đất không? Trái này em chưa có battery, em dùng được 2 chiêu á.
À, anh cứ nghĩ là cái chỗ mà hiện đam của mình nó bị lỗi á. Anh dưỡng nó không lên đam, ai ngờ tại anh dưỡng hụt không em ạ. Đấy, nhà bị húp. Cái chiêu của con này cooldown rất lâu luôn. Nó thật á, nãy anh mà sử dụng cái trái gì, cái báo anh vuốt nó mấy hơi rồi. Rồi. Trời ơi, trưởng nghe skill. Có đánh tay, sử dụng đánh tay giống anh em khổ quá. Quá ngầu, xong rồi. Ơ, sao không được 1000 nguyên thạch nha. Nguyên thạch là trên 5 phút. Ôi, được 800 nguyên thạch thôi, kệ đi, bắt đầu mình thức tỉnh giác quỷ nha. Nói chuyện với Diệu bên này nè, phải không? Xin chào, bạn muốn tìm gì? Cho tôi thức tỉnh giác quỷ. Mày có muốn thức tỉnh giác quỷ Jack với 500 hay không? Đây, thức tỉnh ngay chứ, hỏi thừa. Ơ, anh bị chuyển qua hòn đảo này rồi, để anh bay thẳng về nhà nhanh cái. 3 weeks later. Rồi thì bây giờ chúng ta hãy cùng đi cái lần thứ ba đó các bạn. Đấy. Thì có vẻ như là cái điểm factory của mình nó hơi yếu các bạn ạ. Có vẻ như ở giữa hai tập mình sẽ phải nghiên cứu thử xem là cái làm cách nào để chúng ta farm điểm factory này nhanh, cũng như là chúng ta phải làm thế nào để chúng ta tiến hóa cái trái này nha các bạn. Rồi, thì cái đó là cái việc giữa hai tập. Còn bây giờ thì chúng ta hãy tiếp tục đi cái lần 3 thôi, để mình coi thử coi là mình có thể thức tỉnh tiếp tục cái trái quỷ này hay không. Rồi, vào cái bản đồ này thôi. Nghĩa là nên mà Haki lên đấy anh Phúc. Anh hả? Anh á. Anh cần gì Haki? Anh nói gì vô được thiên hạ. Wow, anh mới luyện được skill bấm hết tất cả thôi. Tất cả nút cho một lần bấm này. Nghe đâu được mà liên quân có cái hack mà đổ bấm cái thiệt mà tất cả skill bay hết luôn. Hack nó có vẻ xịn á. Hay cái hack hay cái liên minh hack nó là chụp. Còn hack bấm tất cả những tiệc chiêu ra, cái hack nó biết cho ai không? Hack nó cho con biết toi với con xe rác. bấm phát bài ngay bấm đồ luôn. Cái này dừng lại đúng không? Nó lại thích cái tuyệt chiêu quả cầu kinh tiêu rồi đó. Ồ, bây giờ thì đối chơi bên trong bay nhanh bằng trái free fire của anh. Điền nhanh nha, em điền nhanh lên anh nha. Cái tại máy lắc thôi chứ. Học lên lên. Thanh lý hết cho các em. Quả cầu kinh tiêu nè, ăn đi. Làm phết đây. Vẫn chưa hết à? Úp. Đó, vẫn còn một tên nữa. Nó chỉ là một cái thôi. Rồi xong luôn. Cát quỷ lửa hình như xuống nước anh thấy mất máu nhiều hơn thì phải. Cát thôi, cát. Cát là bộ. Sướng quá em ơi, anh đang được nước nó tắm cho anh em ơi. Tắm hơi suốt. Cho em.
tính nhờ xe lửa này đáp kêu cũng sao phết. Ôi, nướng anh. Nướng anh. Okay. Hai người chơi đây, thấy chuyên nghiệp rồi đó. Nghĩa là anh sẽ đứng trên nóc nhà xong thả quả cầu cái khi. Quái nó gom chán vậy ta. Còn lúc mà anh sử dụng skill cuối của anh nó biến mất luôn, skill cuối luôn. Trời. Anh nghĩ là anh sẽ cho mày đương đầu với boss rồi anh sẽ đi dọn quái. Đó luôn luôn ý tưởng hay. Bên kia vẫn chưa xong nữa à? Chưa, phải đốt cây à? Chết luôn. Mày chết à? Ừ, còn 2000 máu luôn rồi. Chạy hồi máu đi. Em vô em chém tay nó. Đúng một ý tưởng hay mà. Em vô em cứ chill. Anh bị lắc kìa mà. Anh đánh không khoảng nửa giây sao nó bắt đầu cà kêu nó hiện ra. Nên là anh phải đoán thử coi là mấy cái con quái này ở đâu. Là quỷ đứng ngay mà. Ê à. Anh lắc quá đấm anh bể bụng luôn rồi. Chết luôn hả? À, anh bị binh nó giật lên ấy, nó giật đâu 5-6 ngàn binh.
xong nó quánh anh lủng bụng luôn. Thôi không sao, chắc là ở tập sau đi anh sẽ phải đi gọi là đi luyện lại cái trái quỷ nó mới được. Chắc là trái ace này nó không phù hợp với mình các bạn ạ, nên là chắc là lần sau mình sẽ sử dụng trái phật tổ để mình đi coi thử coi là nâng điểm nó có dễ hay không. Còn cái trái lửa này thì cái mức độ khó của nó mình thấy là cũng dễ này, mà tuy nhiên đàn đại mà nó chém tay quá hơi lâu là thua anh em ạ. Rồi thì mình sẽ kết thúc video đây nhé, cảm ơn em đã lựa chọn video của mình trong hàng triệu khác nha. Giờ thì tạm biệt anh em.